trang trí nội thất trong nhà bằng tiểu cảnh gỗ. Hôm nay thì Sơn có một tác phẩm bằng tiểu cảnh bằng chất liệu gỗ chắc. Để mà nói về nội thất trong nhà thì sử dụng đồ gỗ là một trong những dòng chất liệu an toàn, bền bỉ, thẩm mỹ cao, độ bền tốt, đặc biệt là mang những dấu ấn đặc trưng rất là riêng biệt và hiếm có. Đặc biệt là những tác phẩm về bằng gỗ chắc như thế này thì đây là dòng tác phẩm rất là khó kiếm ở trên thị trường. Một dòng gỗ quý hiếm được liệt vào danh sách bảo tồn là dòng gỗ nhóm 1 có chất lượng đặc biệt cao, độ bền hàng trăm năm. Chia sẻ với các bác, đó là ở bên Trung Quốc thì có một chiếc ghế của vua có độ bền 800 năm tuổi bằng gỗ chắc. Đây là một dòng gỗ có độ bền cao bậc nhất trong các dòng đồ gỗ. Những dòng gỗ quý mang lại năng lượng tốt cho gia đình, giữ cân bằng phong thủy, cân bằng về âm dương. Chia sẻ với các bác là Sơn thì không phải là một người quá là tin về phong thủy, nhưng thực tế thì là gì ạ? Ở trong ngôi nhà của mình có chất liệu bằng đá, có chất liệu bằng sắt, có chất liệu bằng cây cối, không khí, nước, đúng không ạ? Nếu thiếu bất kỳ một loại chất liệu nào ở trong tự nhiên, ví dụ như cây thiếu, thì sẽ khiến cho cái độ cân bằng, cái mức độ cân bằng ở trong nhà hay là ngay cả ở môi trường thôi cũng không được tốt, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là ở trong nhà chúng ta cần phải có những chất liệu là cây cối, là gỗ thì sẽ cân bằng được cái anh em gọi là phong thủy. Thì điều này là rất là tốt cho sức khỏe, rất là tốt cho vượng khí, rất là tốt cho không khí, để mang lại được nhiều cái giá trị ý nghĩa hơn cho cái ngôi nhà của mình. Đặc biệt là nếu mà chúng ta có sở hữu được một cái tác phẩm như thế này ở trong nhà thì đây cũng là một cái vẻ đẹp thẩm mỹ vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Nếu chúng ta kê ở những nơi giống như là một cái kệ, giống như chúng ta mua một chiếc đôn ở một nơi mà có những vị khách chúng ta tới, thì đây cũng sẽ là những câu chuyện để chúng ta có thể bắt chuyện với khách. Đó là những sự trải nghiệm thú vị mà những người khách có thể sẽ có được khi mà đến ngôi nhà của chúng ta. Đặc biệt là đối với tác phẩm này thì anh em Sơn còn đục một lỗ sông trầm ở đây nữa, thì trồng sẽ chảy từ đây, chảy xuống dưới đây, tạo thành một cái dòng thác và chảy qua cây cầu ở đây và đi ra ngoài. Dòng tác phẩm này thì được chế tác dựa trên một câu chuyện, đó là hình ảnh đồng quê. Người nông dân dẫn trâu đi cày, sau đó dẫn về. Chú chó thì vui vẻ thích thú khi mà đón người chủ của mình đi về. Sau đó thì người nông dân sẽ đi qua cây cầu và chuyển đến ngôi nhà của mình. Ở bên cạnh ngôi nhà thì có một cây đa, ở trước thì có sân, có cả hàng rào và có những chú gà đang ăn ở trên máng. Đây là cái máng cho ăn. Ngoài ra thì bên cạnh còn có cả lu ở đây. Lu này các bác có thể hình dung đây là lu rượu hoặc đây có thể là lu nước. Đấy các bác ạ. Tiếp theo nữa là ở đằng sau này thì có một vách núi, và trên vách núi này thì còn có cả mặt trăng ở trên này, ở trên vách núi treo leo này thì còn có rất nhiều những cây cối, và đặc biệt có cả một ngôi miếu ở trên này, một ngôi miếu rất là nhỏ xinh ở trên này. Ngôi miếu này thì hình như bác thợ đã quên thiết kế cái đường đi lên rồi các bác ạ, nên là khả năng là mình sẽ phải làm cáp treo đi lên trên này. Đấy, cáp treo, hoặc là chúng ta có thể trèo lên trên núi đá không nhá. Đấy, rất là thú vị, đúng không ạ? Ở bên cạnh này thì chúng ta còn có những cây, những thân cây đã mọc treo leo ở núi đá như thế này, tạo nên một cái sự hùng vĩ, một cái sự thú vị, vừa mang tính chất bình yên của nông thôn, sự hùng vĩ của núi đồi, tạo nên một cái phong cảnh rất là hữu tình ở trong ngôi nhà của mình luôn. Và nếu mà các bác trầm hương lên, trầm sẽ chảy qua vách núi và chảy tạo thành một dòng suối vô cùng mát lạnh ở trong ngôi nhà của mình. Chú trâu thì làm việc nên là chú trâu khá là gầy các bác ạ, gầy dơ xương chỗ này ra rồi. Chú trâu này là khả năng là chú trâu làm việc rất là cật lực đấy các bác. Với chất liệu gỗ chắc thì tạo nên một màu sắc trầm, kết hợp với trầm hương nữa thì tạo nên một cái bầu không khí yên tĩnh, an tĩnh, giúp cho các bác có thể thư giãn, thoải mái sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đặc biệt là những người khách tới chơi thì chúng ta có thể tạo nên một không khí yên tĩnh để chúng ta có sự kết nối hơn, để chúng ta có sự tâm sự, chúng ta có sự chia sẻ, chúng ta có sự gắn kết hơn đối với những người khách của mình. Vậy nên các bác nào nếu muốn sở hữu được một tác phẩm như thế này thì hãy liên hệ với Sơn. anh em Sơn sẽ hỗ trợ các bác. Một tác phẩm như thế này thì anh em Sơn đang giao lưu với các bác trị giá 8.868.000. Tại sao mà lại để mức giá như vậy? Bởi vì đây là một mức giá rất là đẹp trong thời gian Tết này, mang lại tài lộc để cho các bác có thể là đón được những niềm vui mới, hạnh phúc mới, tài lộc mới, hạnh phúc mới, để loại bỏ đi những điều không may mắn ở năm cũ và đón những điều may mắn hơn ở năm sắp tới các bác nhé. Nên là bác nào muốn thì hãy liên hệ với Sơn để có thể nhận được sự hỗ trợ đặc biệt và tư vấn miễn phí từ anh em Sơn. Rất là cảm ơn các bác.